Performance from Grammy Award winning superstar Neo when Miss Universe continues live on Fox. Mười thiên thần xinh đẹp nhất năm 2019 khiến bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chúng ta ai cũng đều yêu thích cái đẹp, bởi vì khi tiếp xúc với một người hoặc một cảnh vật gì đó thì điều gây ấn tượng đầu tiên với chúng ta luôn luôn là vẻ ngoài. Có những cô nàng gây sốt mạng xã hội vì vẻ ngoài thần tiên của mình. Bánh Xèo đã từng điểm qua danh sách các hot girl xinh xắn của Pháp TV, các idol có vẻ ngoài đốn tim người khác. Vậy thì hôm nay mọi người hãy cùng Bánh Xèo tìm hiểu thêm về 10 thiên thần xinh đẹp nhất năm 2019 khiến các bạn yêu ngay được cái nhìn đầu tiên nha. Cùng vào video thôi. Nancy Momoland. Cô nàng đầu tiên mà Bánh Xèo muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Nancy, em út của nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng đình đám tại Việt Nam. Nancy có tên thật là Nancy Checo MC Danny, sinh năm 2000 và là người Mỹ gốc Hàn. Ba cô bé người Mỹ và mẹ người Hàn. Nancy ra mắt cùng các chị em trong nhóm Momoland năm 2016, có các bản hit khá phổ biến như là Bom Bom, Ham. Cô bé gây sốt tại Việt Nam với vẻ ngoài xinh xắn như một thiên thần với chiếc mũi cao, đôi mắt sâu đặc trưng của người Mỹ và làn da trắng hồng, mái tóc nâu dài cùng khuôn miệng nhỏ đậm chất Hàn. Mặc dù cân nặng lên xuống thất thường nhưng Nancy vẫn luôn là bạn gái quốc dân trong lòng các bạn trẻ Việt Nam. Mới gần đây xuất hiện hình ảnh Nancy với dáng người hơi tròn trịa làm bão cộng đồng mạng. Thế nhưng ai cũng phải khen ngợi rằng dù tròn người nhưng Nancy vẫn cực kỳ xinh và dễ thương. Lâm Đan. Một trong những hot TikTok làm điên đảo cộng đồng mạng hiện nay chính là Lâm Đan. Cô nàng tóc kèm hoa luôn luôn thay đổi diện mạo mỗi khi xuất hiện trên TikTok. Lâm Đan tên thật là Lâm Thi Từ, sinh năm 2000 tại Chiết Giang, Trung Quốc. ID TikTok của Lâm Đan là 2000LSC, ghép từ năm sinh và ba chữ cái đầu tiên trên phiên âm của cô. Cô nàng sở hữu chiều cao 1m7 đáng nể và gương mặt baby cực kỳ yêu nhìn. Ngoài ra còn có khả năng quay video sáng tạo thu hút rất nhiều lượt follow cho kênh TikTok của chính mình. Xem qua những video TikTok của Lâm Đan mới thực sự thấy cô nàng xinh xắn và tài năng như thế nào. Xinh xắn như vậy bảo sao người ta không ai cho bằng được. Marian Rivera. Đệ nhất mỹ nữ Philippines là đây chứ đâu. Các bạn chắc đã khá là quen thuộc với gương mặt của nữ diễn viên hàng đầu Philippines, Marian Rivera, được mệnh danh là người phụ nữ có gương mặt đẹp nhất đất nước này. Marian sinh ra ở Tây Ban Nha vào mùa thu năm 1984. Hẳn là người đẹp lớn tuổi nhất trong danh sách này nhưng lại dễ gây thương nhớ nhất vì vẻ đẹp bất tử của mình. Marian đã kết hôn cùng nam người mẫu kim diễn viên Đinh Đông đang hiện đã có hai đứa con khấu khỉnh xinh xắn vô cùng. Tuy vậy hàng năm Marian vẫn luôn lọt top đầu vào các bảng xếp hạng người đẹp tại Philippines. Dù đã hơn 35 nhưng Marian luôn là nữ diễn viên được các nhãn hàng quảng cáo để mắt tới nhiều nhất. Lan Hương. Các bạn trẻ chắc chắn ai cũng biết cô bạn hot girl thẻ xinh xắn này. Không ai xa lạ chính là diễn viên trẻ Lan Hương của Pháp TV, nổi tiếng với chiếc ảnh thẻ xinh không tì vết. Chẳng như chúng ta chụp ảnh thẻ xong là chỉ muốn đem đóng hộp cất đi. Lan Hương là một hot girl đa năng. Cô có khả năng diễn xuất, ca hát, học khá giỏi và bây giờ đang kinh doanh một quán cà phê. Cô nàng gây tiếc nuối cho cộng đồng mạng khi đã công bố yêu nam diễn viên Lương Huy. Tuy vậy, nhưng do cặp đôi quá là dễ thương nên nhận được rất là nhiều sự ủng hộ. Lan Hương có một channel YouTube khá nổi tiếng phục vụ cho fans của mình. Cô hay review về cảnh đẹp và đăng một số video hài hước lên đó. Ella Fanning. Ella Fanning ở Cannes 2019. Liên hoan phim Cannes hàng năm là nơi để các nữ diễn viên, người mẫu tha hồ bung lụa, có người được khen ngợi nhưng cũng có người bị chỉ trích.
Thế nhưng người hâm mộ thế giới vẫn luôn mong chờ Kenneth chỉ vì sự xuất hiện của người được mệnh danh là nàng thơ của Kenneth, nữ diễn viên Elle Fanning. Elle Fanning nổi tiếng từ nhỏ với chị gái là tiên nữ Dakota Fanning, nhưng cô này trở thành cơn sốt khi xuất hiện dưới vai Aurora trong bộ phim chuyển thể đình đám Maleficent. Elle Fanning có vẻ đẹp trong sáng như các nàng tinh linh trong cổ tích, tính cách vui vẻ và phong cách thời trang cực kỳ thanh lịch và nhẹ nhàng. Khi xuất hiện trong Kenneth thì cô luôn trở thành tâm điểm của ống kính. Jimmy của Blackpink. Mặc dù gây tranh cãi khá nhiều về vài phốt lười biếng hay được công ty quản lý thiên vị, nhưng Jennie của nhóm Blackpink luôn là cái tên nổi bật nhất nhì showbiz bây giờ khi nhắc tới những cô nàng khí chất ngất trời. Jennie không xinh xắn rõ rệt như các người đẹp trong danh sách này, tuy nhiên ở cô lại phát ra một thần thái sang chảnh, chanh xả và kiêu sa khác thường. Cô nàng sinh năm 1996 này đã chính thức ra mắt với vị trí ca sĩ solo sau 2 năm hoạt động nhóm với bài hát solo làm mưa làm gió với các bạn xếp hạng. Mới đây, Jennie đã được nhãn hàng thời trang nổi tiếng Chanel mời làm đại sứ hãng. Xứng với danh xưng cây Chanel sống của cô và sự xuất hiện của Jennie cũng như nhóm nhạc Blackpink tại lễ hội âm nhạc Coachella lớn nhất tại Mỹ cũng đã làm cho Hàn Quốc nở mày nở mặt. Pita. Nhắc đến xứ sở chùa vàng thì ta sẽ nghĩ ngay tới văn hóa hot girl, hot boy nổi tiếng ở đây. Hầu như sang Thái khi ra đường thì bạn cũng rất là dễ dàng để có thể bắt gặp những hình ảnh những cô nàng hay là anh chàng xinh trai đẹp gái. Nổi bật nhất chính là hot girl đình đám nhất Thái Lan, đó là hot girl Bimtha với phong cách đơn giản nhưng lại đốn tim hàng loạt người hâm mộ. Bimtha sinh năm 1992, nổi tiếng từ những năm 2014 với ngoại hình nhỏ nhắn và xinh xắn cùng style phối đồ đơn giản nhưng vô cùng ngọt ngào. Cô nàng nhận được rất nhiều lượt theo dõi trên tài khoản Instagram cá nhân, đến hơn 3,7 triệu người. Bimtha nhận được nhiều lời mời quảng cáo cũng như làm vlog thu hút nhiều người hâm mộ cũng như tìm hiểu cô nàng. Địch là Nhiệt Ba. Trung Quốc nổi tiếng với khu tự trị Tân Cương, nơi sản xuất ra hàng loạt những mỹ nhân ngoại tộc như diễn viên thực lực Đồng Lệ Á, mỹ nữ tình ái ồn ào Cổ Lực Na Trác, hay nổi tiếng nhất là cô nàng phượng cũ Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu vẻ đẹp sắc sảo như mỹ nhân thời cổ đại cùng dáng người cực kỳ bốc, là thần tượng của vô số bạn trẻ hiện nay. Nhiệt Ba nổi tiếng với những vai diễn như là Cao Văn trong Người Tình Kim Cương hay là Bạch Phượng Cũ trong siêu phẩm truyền hình Tam Sinh Tam Thế, và gần đây nhất chính là Liệt Như Ca trong Liệt Hỏa Như Ca. Vẻ đẹp đặc trưng của cô nàng là vũ khí đốn tim người xem. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt thần tiên của cô thôi là mê mẩn, không quan tâm tới việc cô diễn xuất như thế nào. Tuy nhiên sắp nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đẹp như Địch Lệ Nhiệt Ba thì ai cũng phải muốn đúng không nào các bạn. Sana Twice. Cô nàng sinh năm 1996 đến từ Osaka, Nhật Bản này đã gây thương nhớ cho biết bao nam thanh nữ tú với màn Aigyo Shishishi dễ thương trong bài hát Cheer Up. Sana có tên đầy đủ là Minatozaki Sana, hoạt động trong nhóm nhạc Twice của công ty JYP từ năm 2015 với những bản hit đình đám như là Ykoa, Cheer Up hay là Lucky. Sana không chỉ thu hút với vẻ ngoài xinh xắn dễ thương mà cô nàng còn đốn tim các fan với khả năng nhảy thần sâu cũng như vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Mới đây Sana đã dính vào một scandal phát ngôn không đáng có khiến cho cộng đồng mạng Hàn Quốc dậy sóng. Tuy nhiên với sự ủng hộ của các fans, fandom của Twice và sự trời cận của các chị em trong nhóm thì Sana đã vượt qua được áp lực và tham gia quảng bá cho bài hát mới của nhóm là Hanshi. Thohemia. Cuối cùng và cũng là nhân vật mà chúng ta đều yêu quý, đó chính là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, Thohemia, niềm tự hào của cộng đồng cháu tiên Việt Nam. Thohemia là một cô gái người dân tộc Ede, sinh ra ở tỉnh Đắk Lắk vào ngày 15 tháng 5 năm 1992. Hen có nước da ngâm, gương mặt đẹp lạ và vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, gây ấn tượng mạnh mẽ với các giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Ngoài khả năng cắt quốc thần sầu, vẻ đẹp cuốn hút ngoại giới tính thì Hen còn là một cô gái thân thiện, hiểu chuyện và vô cùng tốt bụng. Hen đã dùng 70% trên toàn bộ số tiền cô đã đạt được khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 để phục vụ cho công tác thiện nguyện và xây dựng củng cố lại cơ sở vật chất ở buôn làng mà nơi cô sinh ra. Hen còn là một người có nghị lực mạnh mẽ, mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng thành tích học tập của cô vẫn được coi là giỏi so với hoàn cảnh lúc đó. Hoa hậu Thohemia không chỉ là niềm tự hào của nước ta mà còn là tấm gương cho tất cả các bạn trẻ, không chỉ người dân tộc mà còn ở khắp các nước về sự chịu khó, biết vươn lên và không bao giờ bỏ cuộc. Kết
phút dân phát thì các bạn thấy đâu mới chính là thiên thần trong lòng mình. Riêng Bánh Xèo thì Bánh Xèo rất hâm mộ hoa hậu Hờ Hen nha, và muốn một lần được chụp một tấm hình lưu niệm cùng với cô nàng. Danh sách đã những qua những người đẹp nổi tiếng trên thế giới cũng như là ở Việt Nam, như là đại sứ Chanel Jenny, nàng thơ Ellie Fennell. Nên nếu mà thấy video này hay thì hãy bấm like, chia sẻ video cho bạn bè cùng xem và hãy đăng ký kênh của Bánh Xèo nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới, và xin cảm ơn và chào tạm biệt.